Hello, quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình mở cửa sau vườn để dọn dẹp thì thấy một bóng chim bay ra từ phía cái đèn. Đèn này mình vẫn còn sử dụng. Một con chim đã làm tổ trên chiếc bóng đèn này. Mình xem thì thấy có 3 quả trứng. 2 quả trứng màu trắng và 1 quả trứng có lấm chấm. Qua ngày hôm sau, mình đến xem thì thấy có 4 quả trứng trong tổ, 3 quả trứng màu trắng và 1 quả trứng lấm chấm. Đến ngày thứ 5 thì trong tổ có tất cả là 7 quả trứng, 5 quả trứng màu trắng và 2 quả trứng có lấm chấm đen. Những quả trứng trong tổ có một vài quả đã có vết rạn nứt. Đây là dấu hiệu trứng chim gần sắp nở. Mình quyết định đặt máy quay ở gần tổ để xem chim ấp trứng như thế nào. Chim trống và chim mái bay về tổ, nhưng chúng lo âu và sợ hãi vì chiếc máy quay đặt gần tổ. Nhưng tình mẫu tử còn lớn hơn sự sợ hãi, cho nên chim mẹ đã quay về tổ và tiếp tục ấp trứng. Ngày thứ 15, 3 quả trứng đã nở và 3 con chim non đã ra đời. Thank you.
chim mái thường xuyên ấp trứng và chim trống có nhiệm vụ đi tìm thức ăn về mốn cho chim mái. Thank you.
Ngày thứ 16. Trong tổ có thêm một quả trứng vừa nở. Bây giờ tổng cộng trong tổ là 4 con chim non. Những con chim non vẫn chưa mở mắt. Với đôi mắt nhắm nghiền, chúng vẫn há mỏ chờ đợi thức ăn từ mẹ chúng. Thỉnh thoảng chim mái dùng đôi cánh và mỏ để đảo trứng. Chim hao phinx là loài chim có tính xã hội cao. Hiếm khi chúng ta thấy chim hao sinh đơn lẻ, ngoại trừ mùa sinh sản. Chúng có thể tạo thành đàn lớn tới vài trăm con. Chim kiếm ăn chủ yếu trên mặt đất hoặc tại các máng ăn của trang trại. Khi nghỉ ngơi, chúng thường đậu trên điểm cao nhất trên cây, và các đàn thường đậu trên đường dây điện. Chim hao phinx là loài chim quen thuộc trong môi trường sống chung quanh ta. Chúng ta có thể thấy chúng ở các mái nhà, bãi cỏ, trên các cành cây. Và ngay trung tâm đô thị, chúng ta thấy chúng thường đậu trên các đường dây điện. Ở các vùng nông thôn, bạn cũng có thể tìm thấy chim ở xung quanh các chuồng trại. Chim thường làm tổ trên các cành cây, các loại cây rụng lá và cây lá kim. Đôi khi chúng làm trên xương rồng và các gờ đá. Chúng cũng làm tổ trong hoặc trên các tòa nhà. Chúng sử dụng các vị trí như lỗ thông hơi, gờ, đèn đường để làm tổ. Đôi khi chúng cũng làm tổ trong các chậu cây hoa mà chúng ta treo chung quanh nhà. Tổ chim hao phinx có hình dạng như một chiếc cốc
chúng làm tổ bằng thân, lá, rễ con, cành cây, dây, len và lông vũ, với các vật liệu tương tự nhưng mịn hơn và mềm hơn thì chúng lót phía trong tổ. Chiều rộng của tổ là từ 3 đến 7 inch và phía trong tổ chiều ngang là từ 1 đến 3 inch và sâu tới 2 inch. Một tổ chim có từ 1 đến 7 trứng. Chiều dài trứng 0,6 đến 0,8 inch. Chiều rộng 0,5 đến 0,6 inch. Thời gian ấp trứng khoảng từ 13 đến 17 ngày. Chim hao phinh hầu như chỉ ăn các nguyên liệu thực vật bao gồm hạt, trời và trái cây. Trong hoang dã, chúng ăn các hạt mù tạt, hạt cây hà thủ ô, cây dâu tằm, cây sồi, xương rồng và nhiều loại khác. Trong các trang trại trồng cây ăn quả thì chúng ăn đào, mơ, lê, mận, dâu tây, dâu đen và cả trái sung. Bạn có thể dẫn dụ chúng đến vườn nhà bạn bằng cách cho chúng ăn hạt hướng dương nhỏ, hạt dầu đen, hạt kê hay bắp khô đã xay thành những hạt nhỏ. Thank you.
Ngày thứ 21. Lúc này những con chim non đã mở mắt. Chúng vẫn háo ăn và đưa những cái mỏ lên chờ mẹ chúng bơm thức ăn. Ngày thứ 22.
những con chim non bây giờ đã phủ thêm một lớp lông dày hơn trước, và mẹ chúng vẫn phải bay đi bay về nhiều lần trong ngày, mang thức ăn về mớm cho lũ chim non háo ăn. Chiếc tổ bây giờ hình như quá chật chội với bốn con chim non này. Chúng di chuyển, thay đổi vị trí trong tổ để cho giãn gân, giãn cánh. Thank you.
ngày thứ 23. Những con chim non bây giờ đã khá lớn. Chúng đòi ăn rất nhiều. Chim mái và chim trống liên tục bay đi bay về, bốn thức ăn cho lũ chim non háo ăn. Trong tổ vẫn còn 3 quả trứng chưa nở, nên chim mẹ vẫn phải ấp trứng. Lúc này chiếc tổ khóa chật chội với 4 con chim non và con chim mẹ. 4 con chim non tìm cách xoay 4 cái đầu về 4 hướng để tìm dưỡng khí. Ba quả trứng trong tổ hình như đã bị hư và không nở nữa, cho nên chim mái đã rời tổ và phụ với chim trống
đi tìm thức ăn, bón cho lũ chim non. Ngày thứ 24. Ngày thứ 25. Những con chim non bây giờ đã biết giữ vệ sinh cho tổ. Chúng đi phân ra ngoài để tránh cho tổ bị dơ bẩn. Ngày thứ 26.
Ngày thứ 27. Những con chim non bây giờ đã khá lớn. Bộ lông cánh của chúng gần như hoàn chỉnh. Có thể vài ngày nữa thôi, chúng sẽ rời tổ và theo chim bố mẹ để tập bay. Ngày thứ 28, mình quay lại tổ chim thì những con chim non đã rời tổ rồi. Chúng theo chim bố mẹ đi tập bay. Và bây giờ chúng đang thưởng thức những món ăn đầu tiên mà chúng kiếm được. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.